anh chị. Có hình ảnh nè anh chị. Đó, cảnh sát Mỹ bóp vú luôn rồi anh chị. Quyên Phương ơi, Quyên Phương, trời ơi, cảnh sát Mỹ thương dân dữ lắm luôn hen. Ha, cảnh sát Mỹ thương dân bóp vú dân nè, đó, bóp vú luôn, trời ơi. Trời ơi, Mỹ yêu dân nè bà con cô bác ơi, trời ơi sao bóp vú em? Cảnh sát ơi, sao cảnh sát Mỹ ơi, sao cảnh sát Mỹ bóp vú em? Quyên Phương ơi, vô cứu nó mày, cứu. Quyên Phương, trời ơi, cảnh sát Mỹ, nhân quyền nước Mỹ nè. Trời ơi, Quyên Phương ơi, Quyên Phương, nhân quyền nước Mỹ nè mày. Nè, trời ơi, nhân quyền nước Mỹ nè, bóp vú. Cảnh sát Mỹ ơi, sao cảnh sát Mỹ ôm em, bóp vú em với cảnh sát Mỹ. Trời Quyên Phương ơi, Quyên Phương, ba que sọ lá ơi, bọn cầm cờ vàng ơi, vô cứu. Cứu, cứu nè, trời ơi, em là phụ nữ mà. Em là phụ nữ mà. Trời ơi, em là phụ nữ ta chân yếu tay mềm, cảnh sát Mỹ ơi. Trời ơi, cảnh sát Mỹ ơi, em là phụ nữ chân yếu tay mềm. Tại sao cảnh sát Mỹ bắt em? Bắt em rồi bóp vú em. Trời ơi. Gõ gèn nha. Trời ơi, cảnh sát Mỹ ơi, cảnh sát Mỹ. Sao cảnh sát Mỹ bóp vú em? Bao que ơi, bao que cứu em. Cầm cờ vàng ba sọc mà giặt lưu vong ơi, cứu em. Trời ơi, cứu em. Trời ơi, trời. Ba anh chị bọn cầm cờ vàng ba sọc đâu rồi? Cứu em. Đòi nhân quyền cho em. Em bị bóp vú rồi. À, bọn chống cộng cực đoan ơi, bọn cầm cờ vàng ơi. Em chân yếu tay mềm, phụ nữ chân yếu tay mềm. Cảnh sát bắt em rồi, bóp vú em, bóp vú em nè. Bóp vú. Trời ơi, bóp vú em rồi, bóp vú. Cảnh sát Mỹ bóp vú em. À, bọn cầm cờ vàng ơi, cứu em. Bọn cầm cờ vàng chống cộng cực ngu 45 năm ơi, cứu em. Trời ơi, nhân quyền đâu rồi trời. À, bọn cầm cờ vàng ơi, đi đòi nhân quyền giùm em. Trời ơi, em phụ nữ mà nỡ lòng nào bóp vú em vậy? Hả? À, bọn cầm cờ vàng ơi, trời ơi. Làm ơn đòi nhân quyền giùm cho em coi. Làm ơn đòi nhân quyền cho em coi, bóp vú em. Trời ơi, cảnh sát, em là phụ nữ chân yếu tay mềm mà sao cảnh sát đi bóp vú em. À, cảnh sát Mỹ ơi, đừng có đi bóp vú em ốm lắm. Nhỏ xíu à, hai anh nở lòng nào, hai anh kè em còn bóp vú em trời. Hả? À, đâu rồi, ba que đừng chạy ngang. Trời ơi, ba que ơi, ba que cứu em. Ba que ơi, cứu tao coi, tao bị bóp vú rồi. Ba que ơi, ba que. À, bọn cầm cờ vàng ơi, cứu em. Bọn cầm cờ vàng ơi, cứu chị coi. Trời ơi, chị bị bóp vú rồi nè, đi đòi nhân quyền giùm chị coi. Trời ơi, đấy. À, trời ơi. Rồi đây nữa. À. Đây. Trời ơi. Bọn cầm cờ vàng ơi, em đi kéo biểu tình thôi chứ em có đâu có làm gì đâu. Bọn cầm cờ vàng mà cảnh sát quánh em nè, bọn cầm cờ vàng. Bọn chống cộng ơi. Bọn cầm cờ vàng chống cộng cực ngu ơi. Bọn cầm cờ vàng lưu vong ơi, trời ơi. Em nó đi kéo biểu tình thôi chứ đâu có làm gì đâu mà quánh em nó ghê vậy. Trời ơi, quánh ghê. Quánh mà tới cỡ này nè. Quánh tới cỡ này nè. Đó. Đúng là cỡ. Đúng nè. Trời ơi, bọn cầm cờ vàng ba sọc cơ. Bọn cầm cờ vàng ba sọc chống cộng cực ngu 45 năm ơ. Cứu em. Trời ơi, em đi chống mà, em đi chống cái gì? Em đi kéo biểu tình mà thôi chứ có gì đâu. Em đéo kéo biểu tình, em đi đập phá mà. Đúng không? Em đi cướp bóc nè, cảnh sát thương người nè, cảnh sát Mỹ thương người nè, đánh nè, trời ơi, đánh thương người nè, thương dân nè. Trời ơi, công an cảnh sát Mỹ thương dân nè, nghe FBI thương dân nè, trời ơi, thương dữ lắm luôn, đi cái tướng nè, trời ơi, thương dân, cực kỳ là thương dân nè. À, cứu, cứu. Trời ơi, à, trời đất ơi.
Đâu rồi, cảnh sát Mỹ thương dân lắm nè. Bọn cầm cờ vàng ba sọc đâu rồi? Trời ơi, cầm cờ vàng ba sọc chống cộng lưu vong đâu rồi? Trốn rồi hả? Trời ơi, em chỉ đi ra đường em mua đồ thôi mà cảnh sát bắn sau đuôi con mắt em vậy? Hả? Trời ơi, em đi ra đường em mua đồ ăn thức uống mà bắn sao bắn lộn vậy? Trời ơi trời, bắn sao bắn lộn mà để bắn vô con mắt em vậy hả? Bọn cầm cờ vàng đâu rồi? Đòi nhân quyền cho em coi nha, đòi nhân quyền cho em coi. Trời ơi, cảnh sát Mỹ tốt với dân quá đi, phát cỏ giúp nè, công nhận nha. Ta nói cô bác anh chị em biết không, trời ơi cảnh sát Mỹ thương dân dữ lắm. Cảnh sát Mỹ thương dân cực kỳ là thương dân. Dân mà đi ra đường á, lúc này á mà đi mua đồ thôi ha, mình đi chung với cái đám mà bạo động nha, là cảnh sát Mỹ bùm 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 luôn. Trời ơi, bắn sao bắn lộn em nói luôn, bắn vô con mắt luôn. Rồi đây nữa nè, nó à, bọn cầm cờ vàng ba sọc chống cộng cực ngu 45 năm đâu rồi? Các em đâu rồi? Các em ơi cứu. Trời ơi, người dân người ta ra ngoài người ta có làm gì đâu, phóng viên tự do người ta đi quay phim thôi mà bắn sao mà cảnh sát thương dân sao bắn đuôi con mắt vậy trời hả? À, trời đâu ơi, ơi trời, cái làm gì? Linda chỉ là phóng viên tự do đi quay phim thôi chứ có làm gì đâu, mà cảnh sát Mỹ thương dân bà cố luôn à, thương dân dữ lắm, thương dân mà tới bắn cảnh sát vô con mắt của dân đuôi luôn hà. Mai mốt cảnh sát Mỹ nuôi nè, cấp tiền miễn phí ăn nè đấy. Rồi bà bọn phản động cầm cờ vàng đâu rồi? Trời ơi, đòi nhân quyền giùm cái coi. Trời ơi, chị Linda này á nghe nè. Trời ơi, Linda nữ phóng viên Mỹ nè, bị bắn mù mắt khi đưa biểu tình nè. Linda nè, nữ phóng viên nè. Trời mẹ ơi, công nhận á nha. Nước Mỹ là nước thiên đường đó à nghe. Nước Mỹ là nước thiên đường của bao que xỏ lá, cảnh sát Mỹ thương dân nè bà con. Đó à, bà con thấy không, cảnh sát Mỹ thương dân dữ lắm. Bắn làm sao mà cảnh sát Mỹ mà thương mà để mà bắn cho mà người làm báo này để làm chi? Để đuôi con mắt chơi, để người nở trong nhà để cảnh sát nuôi chơi á. Công nhận nha, công nhận nha, cảnh sát Mỹ thương dân bà cố luôn, bắn cho đuôi mắt ở nhà để ở nhà khỏi đi làm báo chơi, để cảnh sát Mỹ nuôi chơi á. Trời ơi, thương dân quá hen. À, xin chào lên chị nghe, không có chào bao que xoá lá nghe. Trời ơi, thêm một cái hình này nữa, công nhận đó nghe, cảnh sát Mỹ thương dân nè. Tôi nói bà con cô bác, tôi thấy những cái hình này mà tôi tủi thân. Bà con cô bác biết không, tôi thấy cái hình này thôi tôi thấy tủi thân. Cảnh sát Mỹ yêu dân yêu trẻ con như vậy nè bà con. Tôi nói với bà con cô bác nghe, tôi thấy những cái hình ảnh mà cảnh sát Mỹ mà còng trẻ em này á, thương trẻ em kiểu này, tôi nói thời có bà con tôi ganh tị lắm á, đúng không? Bao que xỏ lá à, bao que xỏ lá ô, bao que xỏ lá, cái đám chống cộng cực đoan, cái bọn cầm cờ vàng tôi bay đâu rồi? Trời ơi, cảnh sát Mỹ thương dân nè. Trời ơi, thương gì mà thương đến nỗi cái kiểu này, thương sợ dân đi lạc luôn, phải còng tay luôn á, còng tay để mà đem đi nhốt lại, sợ dân đi lạc nè. Trời ơi, trời ơi nè. Bao que ở bên Mỹ đòi nhân quyền, bao que cái bọn chống cộng cầm cờ vàng ở Mỹ đòi nhân quyền được cái gì nè. Trời ơi, nhân quyền của nước Mỹ vĩ đại ghê anh chị ha. À, công nhận nhân quyền của nước Mỹ vĩ đại và cố luôn, yêu dân thương dân cỡ này nè. Rồi cảnh sát Mỹ sợ hả, trẻ em đi lạc mà cảnh sát Mỹ phải còng tay, phải còng tay đem trẻ em để nhốt lại. Trời ơi, cảnh sát Mỹ thương dân sợ dơ, sợ trẻ em đi lạc luôn á. Trời ơi, tao nói thương cỡ này là chịu nổi không? Đấy, tôi nói bà con cô bác nghe, ở nước Mỹ bà con phải ganh tị đi,
cảnh sát Mỹ thương dân dữ lắm, xịt hơi cay vô trẻ em, tại sao trẻ em chưa có biết mùi hơi cay, để xong xịt hơi cay vô trẻ em để cho nó thử cái mùi độc hại đó, để mai mốt lớn để mà nó mạnh mẽ dưới đời đó bà con. Trời ơi, cảnh sát Mỹ mà bà con cô bác nghe không, cái hình ảnh này nè, trời ơi, cảnh sát Mỹ ba que xỏ lá mà nó chống cộng cực đoan, nó đòi nhân quyền á bà con, đòi quyền con người 45 năm á bà con cô bác. Con Phương Quyên nè, con Phương Quyên với thằng Chi Mi Đỗ nè, nó đi đòi nhân quyền con người mà 45 năm qua được tới chừng này nè bà con. Ơi Phương Quyên, Quyên Phương, mày với thằng Chi Mi Đỗ á, đòi quyền con người mà 45 năm qua mà tới thành quyền con người như vậy nè. Trời ơi, quyền con người của tụi bay đòi 45 năm qua nè, nè. Đòi của quyền con người của tụi bay nè. Chi Mi Đỗ, Chi Mi Đỗ, Quyên Phương, hai đứa bay cộng cầm cờ vàng của tụi bay, đòi quyền con người 45 năm qua, đòi quyền con người nè, trong ngặn cái quyền con người của tụi bay được cỡ này nè. Trời ơi, tụi bay đi, tôi thấy theo tụi bay tội nghiệp tụi bay quá, mà đi thương tụi bay quá. Tụi bay đòi quyền con người mà giờ con người phải nằm sắp lớp gì nè, trời ơi bây giờ. Tụi bay đi đòi quyền con người mà quyền con người nằm sắp lớp nè, nó à, cái bọn chống cộng tụi bay á đó, đòi quyền con người đó. Đó, đòi quyền con người đó. À, tụi bay đòi quyền con người. À, quyền con người của bọn ba que tụi bay đó. Nè, tụi bay đợi đầu quyền con người 45 năm qua đó. Nè, bọn chống cộng, bọn cầm cờ vàng của tụi bay ha, đi đòi quyền con người hả? À, đi đòi quyền con người từ sau năm 1975 đến năm 2020. Đây là quyền con người của bọn chống cộng cầm cờ vàng tụi bay. Đó. Tụi bay đi đòi quyền con người nè hả? Tụi bay đi đòi tự do nè ha. À, tụi bay đòi tự do nè, tụi bay đòi đa đảng nè, tụi bay đòi quyền con người nè đó, tự do tụi bay nè, đòi quyền con người của tụi bay nè đó. Quyên Phương, Chi Mi Đỗ và bọn chống cộng cầm cờ vàng tụi bay, 45 năm qua tụi bay đòi đa đảng nè. À, tụi bay đòi quyền con người nè đó, quyền con người đó đó. Tại vì đó giờ là nằm ở dưới đất không gì nè, bây giờ phải là đòi quyền con người đứng dậy chứ. À, quyền con người nè đó, đi đòi quyền con người đó. Bọn chống cộng bao que tụi bay đi đòi quyền con người đây đó. Đòi đa đảng, đòi tự do đây đó, đòi đa đảng, đòi quyền con người nè đó, đòi quyền con người đó. À, bọn chống cộng cầm cờ vàng tụi bay đòi quyền con người đây nha, đòi đa đảng đây, đòi dân chủ đây, tụi bay đòi văn minh đây, đây văn minh tụi bay đây nè, văn minh nè, cái này mới là văn minh nè của nước Mỹ nè. À, tụi bay đòi gì? Tụi bay đi đòi 45 năm qua đúng không? Dạ, đòi dân chủ nè, đòi tự do nè. À, tụi bay đòi tự do nè, tụi bay đòi gì? Quyền con người nè đúng không? Rồi bay tự đòi tự do ngôn luận nè, đó tụi bay đòi tự do ngôn luận nè. Cái bọn chống cộng, cái bọn cầm cờ vàng của tụi bay đòi tự do ngôn luận là ở đây. Tụi bay đòi tự do ngôn luận nè, đây nè, báo chí nè. Chị này là đang làm báo chí tự do ngôn luận nè, đó. Tụi bay đang đòi quyền tự do ngôn luận tụi bay nè. Tự do ngôn luận mà sao bị cảnh sát Mỹ bắn vô con mắt nè, đuôi nè. Đó, tự do tụi bay 45 năm qua, Quyên Phương và Chi Mi Đỗ và cái bọn chống cộng cầm cờ vàng ba sọc của tụi bay, chống cộng cực ngu 45 năm qua tụi bay. Tụi bay đòi quyền con người, tụi bay đòi tự do ngôn luận tụi bay. Đây là sao? Đây là người Mỹ nha. Đây là phóng viên của Mỹ là vậy, tự do ngôn luận nè. Tự do ngôn luận nè. Ngôn luận mà sao bắn đuôi con mắt nè. Đó, bay đòi 45 năm qua. Đòi tự do ngôn luận nè. Ê Lâm Văn Hà, mày đi vô đây hả? Đi vô đây hả? Vô đây đòi tự do ngôn luận nè mày. Đây tự do ngôn luận của tụi bay. Tụi bay nói là ở Việt Nam không có tự do ngôn luận đúng không? Nè, ở nước Mỹ tụi bay tự do ngôn luận là cái gì đây? Hả? À, phóng viên Mỹ bị bắn mù mắt khi đưa tin biểu tình. Đấy.
tụi bay đòi tự do ngôn luận mà đúng không? Nha, tụi bay đòi tự do ngôn luận mà sao? Hả? Đây, phóng viên Mỹ bị bắn mù mắt khi đưa tin biểu tình là sao? Tự do ngôn luận của nước Mỹ mà bị cảnh sát Mỹ bắn mù con mắt. Đây, thấy chưa? Thấy chưa? Tụi bay đòi tự do ngôn luận tại nước Mỹ của tụi bay. Mà người Mỹ đi đòi tự do ngôn luận đó, đưa tin biểu tình mà bị cảnh sát Mỹ bắn như thế này, tụi bay thấy không? Tao nói có bằng chứng đàng hoàng, thấy không? Cái bọn ba sọc, cái bọn chống cộng cực đoan tụi bay, tao nói có dẫn chứng, tao không nói thêm, nói quan, nói gì tụi bay nha. Hình ảnh này là của tụi bay đưa lên nha. Hình ảnh này của tụi bay đưa lên đây. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do quyền con người của tụi bay. Mà tụi bay, mà sao đó, đưa tin tự do lên, đưa tin báo chí lên mà được cảnh sát Mỹ bắn như vậy. Tự do ngôn luận của tụi bay đòi 45 năm qua đó. Mày à, tao ấn mày xuống bồn cầu luôn. Mày chửi Bác Hồ, tao ấn mày xuống bồn cầu luôn. Mày xuống bồn cầu đó, mày ngồi đó. Mày lấy nít khác vô. Mày vô nhà tao, mày xúc phạm hình ảnh Bác Hồ là mày tao chặn mày. Vậy thôi. Lâm Nhân Hà. Đó. Tự do báo chí, tự do ngôn luận nè. Nó. Nó. Tự do báo chí nè. Nó. Nói là quyền con người đúng không? Là tụi bay đòi quyền con người mà con người đi ra đường đi mua đồ thôi, đi mua đồ ăn thức uống, còn trên tay cô ta còn xách đồ ăn luôn. Mà cảnh sát Mỹ tưởng cô ta đi biểu tình bắn luôn đuôi con mắt cô ta luôn. Có luôn, có hình ảnh luôn. Thấy chưa? Rồi sao? Đây. Tụi bay nói ở Việt Nam á, là tụi bay kêu á, tự do gì? Việt Nam không có lực biểu tình. Ở Mỹ có lực biểu tình không? Đây nè, đánh nè. À, còn đây nữa, nhưng đưa nữa, trời ơi, tới vui. Nó vui gì đâu á. À, Nhiên ơi, cho nó xuống hầm cầu, em nhắn nó xuống hầm cầu rồi anh. Em nhắn nó xuống hầm cầu rồi. Em nhắn nó xuống hầm cầu rồi anh chị. À, tao nói cho cái bọn ba que sọ lá tụi bay chưa biết trước nha. Tụi bay vô nhà tao, tụi bay cầm cái gì cũng được, mà xúc phạm tới hình ảnh Bác Hồ là tụi chặn tụi bay. Tao chặn tụi bay. Không cho tụi bay nghe. Còn nữa nè. À, cái bọn ba que sọ lá đó anh chị. Cái bọn ba que sọ lá nó nói gì nè. Ở Việt Nam á, không có không có gì, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí. À, à, ở nó ở Việt Nam á, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, à, không có quyền con người. Nhưng mà anh chị thấy không, mỗi một cái hình Nhiên đưa lên, cái người phụ nữ tên Linda á, làm báo tự do, đưa thông tin lên trên, đưa thông tin, quay clip, đưa thông tin lên để cho người biểu tình biết, thì cái người này bị cảnh sát Mỹ bắn đuôi một con mắt đó. Rồi tới kế tiếp, rồi nói là ở ở Việt Nam á, cái bọn mà chống cộng cực đoan, bọn cầm cờ vàng chống cộng, nó nói là ở Việt Nam á là không biểu tình, thì quay lại cái lực biểu tình ở Mỹ, ở Mỹ á, lực biểu tình ở Mỹ thì sao? Cảnh sát Mỹ quánh, nó quánh nè, nó đi biểu tình cảnh sát Mỹ quánh nè. Nhiên quay cho anh chị thấy đó, Nhiên sẽ quay cho anh chị thấy. Nói ở Việt Nam không có lực biểu tình, ở Mỹ có lực biểu tình quá hen. Ở Mỹ có lực biểu tình quá hen. Đấy. Ở Mỹ có lực biểu tình quá nè. Đưa những hình ảnh có sự thật. Đấy. Đó, 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 thấy đó, đó. Đó. Đó, thấy chưa? Đó. Đó, lực biểu tình đó. Đó, không ở Việt Nam có lực biểu tình đó. Cái này ở Việt Nam ha anh chị nè. Đó, vui không? Đây,
Còn chống cộng nó ở Việt Nam có lực biểu tình anh chị. À, còn chống cộng nó ở Việt Nam có lực biểu tình anh chị. Anh chị nhìn xem đi. Đó. Chống cộng ơi. Cái bọn cầm cờ vàng tụi bay đâu vô đây. Tụi bay nói là hình ảnh này có phải của Việt Nam không? À, hình ảnh này có phải của Việt Nam không vậy bọn chống cộng? Hả? À, hả? À, chi mi đổ mà Nguyên Phương và cái bọn cầm cờ vàng tụi bay, cái bọn chống cộng tụi bay đây, hình ảnh này ở Việt Nam à. Đây tụi bay nói ở Việt Nam không có lực biểu tình nè. Đó, 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 quyền con người đó, quyền con người đó, quyền con người đó, quyền đó, đó, không có lực biểu tình, quyền con người đó. Đó, tụi bay thấy hình ảnh đó không? À, à, thấy chưa? Vui không? Đấy, ở Việt Nam đó, ở cái đó hình ảnh chắc ở Việt Nam á ha. Hình ảnh ở Việt Nam đấy. Nha. À, 45 năm qua cái bọn chống cộng của tụi mày á Nguyên Phương. Chi mi đổ. 45 năm qua cái bọn chống cộng, cái bọn cầm cờ vàng, cái bọn mà xó chợ đầu đường giặt lưu vong cầm cờ vàng tụi mày đó. Thấy chưa? Tao nói á, bởi vì tao chửi tụi bay á, tao chửi tụi bay không có quan chút nào hết á. Tao chửi tụi bay không có quan. Tại sao tụi bay phá hoại đất nước? Bây giờ bay nhìn cái cảnh nước Mỹ đi. Hả? Bay nhìn cái cảnh nước Mỹ đi, bay thấy khổ không? Khổ như con chó. Thôi như chào anh chị nha, như chuẩn bị đi đám cưới anh chị, tự anh cái con pha lê á, mình đi kiếm hình pha lê cái nó mắc hứng chửi. Nhìn tự anh cái nó mắc hứng rồi anh chị. Thôi giờ chuẩn bị đám cưới anh chị. Chào anh chị nha.